No. Ok nhá, hello Toại nha. Ừ hai mà, biết hai rồi. Trung Bình Quảng có Rise of Kingdom. Yo, một coi suy đi mình, let's go. Mình đã biết nó chờ làm bao lâu ta? Làm vòng hơn một tiếng mấy à? Let's go man, GG. Con này tôi biết cũng nhanh lắm á. GG, good, extreme. Ok, I love Yata and the flawless. À, nói chung tôi nghĩ là con này tôi biết khoảng 5-600 item hay gì á. Thì enjoyment của tôi với con level này chính là 10 trên 10. Of course, chắc chắn là 10 trên 10 rồi.